chức năng xe đất. Với thiết kế đặc biệt giúp máy có thể xới cả đất cứng và đất mềm rất hiệu quả. Đất sau khi được xới rất nhỏ, mịn, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của cây trồng. Độ sâu sau khi xới đạt từ 20 đến 25 cm, năng suất đạt từ 800 đến 1000 m2 trên 1 giờ hoạt động. Tiêu hao nhiên liệu từ 0,6 đến 0,8 lít trên 1000 m2 khi xới đất. Chắc rồi anh ạ, không phải để nhanh đâu. Mình xe LCD cứ nghe. Chức năng rạch rãnh liền luống. Với chức năng này, máy có thể rạch thành luống, lên thành vòng, vòng khoai lang, khoai tây, vùn gốc cây ăn trái, năng suất 5 km trên 1 giờ hoạt động. Chức năng đánh cỏ. Với bộ công cụ được thiết kế gồm 6 lưỡi dao có cấu tạo đặc biệt, giúp đánh mà không ảnh hưởng đến các loại rễ cây. Cỏ sau khi đánh xong không thể sống lại, năng suất từ 1.200 đến 1.500 m2 trên 1 giờ hoạt động, độ sâu xới đất từ 5 đến 8 cm.
Không phải xe LCD cứng ấy. Chăm sóc mía. Sử dụng bộ sới để sới đất và cỏ giữa hai hàng mía. Sau đó sử dụng chức năng liên luống để phun đất ở giữa và hai bên hàng mía. Năng suất đạt 1.000 m2 trên một giờ hoạt động. Đi đơn giản không mà. Nhìn người ta đi là biết đi đơn giản không, có gì đâu mệt. Công tác làm đất lúa. Có thể sử dụng hai bộ công cụ cho chức năng này. Với ruộng có gốc rạ thì sử dụng bộ lưỡi sới chuyên dụng cho lúa. Với ruộng sụt hoặc đã cầy ải thì sử dụng bộ bánh lồng để đập nhỏ và san phẳng đất. Đất sau khi sử dụng chức năng này có thể cấy hoặc gieo xạ luôn. Rất phù hợp với ruộng bậc thang vì máy rất nhỏ gọn, dễ vận chuyển, năng suất 1.000 m2 trên một giờ hoạt động. Chăm sóc cây ăn trái. Do tính nhỏ gọn và có nhiều bộ công cụ để lựa chọn cho quá trình chăm sóc cây ăn trái như sới đất, rạch rãnh để bón phân, đánh cỏ, phun thuốc trừ sâu, máy là sự lựa chọn hoàn hảo cho các nông trại chuyên cho cây ăn trái. Phun thuốc trừ sâu, phân bón lá. Sử dụng bộ nén kết hợp với chuyển động của máy để tạo nên chức năng phun thuốc sâu. Chức năng này cho phép chiều dài của dây dẫn có thể lên đến 250 m, năng suất 4 tiếng cho 1 hecta. Phải ra bên này nhé.
chăm sóc cây công nghiệp. Máy đáp ứng được tất cả các công đoạn làm đất trong giai đoạn chăm sóc cây công nghiệp như xới đất xung quanh gốc, đánh cỏ, rạch rãnh, đào bùn, bón phân, phun thuốc trừ sâu, năng suất 8 tiếng trên 1 hectare. Chức năng tra hạt. Với chức năng này, máy có thể vừa tra hạt, bón phân, lấp hạt và phân vừa tra xong chỉ trong một công đoạn. Tốc độ tra hạt 5 km/h áp dụng được cho ngô, đậu, lạc. Rẽ luôn đi, rẽ phải luôn đi. Trước kia thì tôi dùng con máy Nhật bãi, thì qua thông tin là anh em bạn bè nó đến chơi, nó thấy làm con Nhật bãi nó chậm, anh em nó giới thiệu, thì tôi mới biết cái thông tin đấy, thì cũng gọi anh em bên công ty máy Châu Vàng về thì làm thử, thì tôi thấy hiệu quả cao thì tôi mua ngay. Lúc này đến giờ này thì chưa có máy nào là đối thủ để làm có hiệu quả và năng suất như máy này về mọi lĩnh vực. Nó là đa năng, từ đánh luống cho đến xới đất cho đến sáo cỏ. Độ gọn nhẹ của nó thì là gọn và nhẹ, và các chức năng của nó là làm thì thao tác nhanh, tháo lắp là nhanh. Đấy. Đang dùng cái xới đất mà chuyển sang sáo cỏ thì của nó chỉ làm mất khoảng độ chưa đến 1 phút là đã thay đổi chức năng, hoặc là chuyển sang lên luống cũng chưa đến 1 phút. Là đã thay đổi toàn bộ các chức năng là mình theo sử dụng của mình. Nếu 1 hecta mà ngày xưa mà làm bằng máy Nhật bãi mà để mà xới thì chắc là cũng phải 6-7 ngày, nhưng máy này bây giờ nếu mà làm thì 1 hecta chỉ làm trong vòng khoảng 2 ngày là xới xong. Xăng thì nó cũng chỉ hết khoảng độ hơn chục lít xăng, và làm là phải có đủ nhân lực để theo máy. Ngày trước mà làm mà chưa có máy này thì mà máy Nhật bãi là làm chúng tôi đã thấy mãn nguyện, nhưng mà đến giờ này thì máy Nhật bãi thì chỉ được không được một nửa so với lại máy Châu Vàng này. Một lần tôi đi hội thảo nông nghiệp, một lần tôi biết cái máy này về đó rồi. Cái máy này thì nói chung là hiệu quả hơn cả máy của người dân bây giờ người ta mua ngày trước. Kiểu máy bãi, kiểu máy Nhật các thứ, loại máy công suất nó nhỏ.
Đấy, máy công suất nó nhỏ mà nó không tác dụng, bây giờ nhiều người rất là bây giờ người ta thải ra người lại đấy rồi. Máy cho vào này chúng em làm thì nó cũng có hiệu quả hơn và nó có tác dụng hơn và công suất thì nó cao hơn. Đấy. Tôi mua chiếc máy cho vào này 3 năm nay rồi mà trước khi 12 tháng bảo hành 3 năm là chưa có hiện tượng gì cả. Tôi biết thông tin về máy chô vàng từ qua anh em bạn bè thì thấy hiệu quả thì mình cũng sang xem thực tế và cũng đã mua về dùng. Khi tôi mua cái máy này về sử dụng thì tôi thấy máy rất hiệu quả về mọi chức năng. Nó đa năng là sáo sới, bơm thuốc và lên luống và phay đất, tôi thấy hiệu quả hơn các cái dòng máy bãi của Nhật Bản. Máy này dùng để bơm thuốc sâu thì nó rất thuận tiện cho những vùng không có điện hoặc những khi mất điện thì có thể là hiệu quả ngang với đồ dùng của máy điện. Khi tôi đã sử dụng máy này, tôi thấy tiết kiệm về công nhân là được khoảng độ tầm 80% chi phí về công nhân. Trước đây tôi đã sử dụng qua mấy máy Nhật bãi và tôi đã sử dụng bằng cái máy chô vàng này thì tôi thấy hiệu quả gấp 3-4 lần. Và đã giảm rất nhiều chi phí trong khi sử dụng. Tôi thấy trong làng họ mua máy chô vàng rất nhiều. Bây giờ tôi tìm hiểu thông tin tôi mua một chiếc máy chô vàng để về nhà dùng. Nói chung máy chô vàng này dùng rất dễ, đơn giản cho phụ nữ dùng. Nói chung ai cũng dùng được. Trước đây thì tôi thường thường ví dụ như sáo một thửa đất độ khoảng tầm độ 5 sao thì tầm độ khoảng 3-4 người sáo tầm độ 2 ngày. Nhưng mà bây giờ chỉ trong vòng độ khoảng độ hơn tiếng đồng hồ là xong. Tôi thấy máy chô vàng này rất là nhỏ gọn và chạy rất khỏe. Và cua trong vườn cam rất đơn giản, các lối rãnh ra vào rất dễ dàng luôn.